Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ VN Express, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày 17 tháng 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong trường hợp thứ nhất, khả năng xảy ra khoảng 20%. Sau khi qua bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, bão sẽ men theo ven biển Trung Quốc và đi vào khu vực biên giới thành phố Móng Cái với Trung Quốc. Với khả năng này, lượng mưa sẽ ít hơn. Trong trường hợp thứ hai, khả năng 80%, bão Talim dự kiến vào vùng vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 10-11. Trưa ngày 18 tháng 7 đổ bộ cấp 9, cấp 10. Với kịch bản này, Talim là bão đổ bộ miền Bắc có cường độ lớn nhất trong 3 đến 5 năm trở lại đây. Khả năng cao bão này sẽ vào khu vực giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, hoàn lưu bao trùm gần hết Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, gây mưa rất lớn từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7. Bắc Bộ mưa khoảng 200-400mm, có nơi trên 500mm, Thanh Hóa, Nghệ An từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Hiện các đài khí tượng như Nhật Bản, Hải quân Mỹ, Hồng Kông đều dự báo hướng đi của bão vào khu vực biên giới Việt-Trung, tuy nhiên cường độ có sự khác nhau. Đài Nhật Bản, Hải quân Mỹ dự báo sức gió mạnh nhất là 90 km/h, đài Hồng Kông là 130 km/h. Theo ông Khiêm, lo nhất là lũ quét sạt lở đất do mưa lớn. Yên Bái và Bắc Cạn có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nhất, mỗi tỉnh hơn 300 điểm, Quảng Ninh hơn 160 điểm, Lạng Sơn hơn 100 điểm, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, mỗi tỉnh dưới 100 điểm. Báo Tiền Phong đưa tin, dự kiến bão số 1 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh vào chiều tối 18 tháng 7 kèm gió mạnh và mưa lớn, nên hoạt động hàng không trong ngày 17-18 tháng 7 cũng bị ảnh hưởng theo. Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ điều chỉnh lịch bay một số chuyến bay quốc tế đi đến khu vực Đông Bắc Á trong ngày 17 tháng 7. Cụ thể, các chuyến bay số hiệu VN592, VN593 giữa Hà Nội, Hồng Kông, Trung Quốc, chuyến bay VN594, VN595 chặn thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông ngày 17 tháng 7 sẽ lùi giờ khởi hành 7 tiếng so với kế hoạch. Chuyến bay VN430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh muộn 45 phút so với kế hoạch. Chuyến bay VN318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản sẽ hạ cánh muộn 25 phút so với kế hoạch. Do ảnh hưởng các chuyến bay trên, nên số chuyến bay khác của Vietnam Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo sẽ thay đổi lịch khai thác của một số chuyến bay trong vùng ảnh hưởng bão số 1. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền. Dự kiến, với Việt Nam, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các sân bay khu vực phía Bắc đang hoạt động là Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát Bi, Hải Phòng và Thọ Xuân, Thanh Hóa. Do đó, những chuyến bay đi đến các sân bay này trong ngày 18 tháng 7 có thể bị ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, do bão số 1 cắt qua đường bay giữa Việt Nam với một số điểm đến ở khu vực Đông Bắc Á, nên các chuyến bay này cũng bị ảnh hưởng về đường bay vì lý do an toàn. Các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách. Các hãng cũng khuyến cáo hành khách thường xuyên theo dõi thông tin bão, kế hoạch khai thác và thông báo của các hãng hàng không để chủ động lịch đi lại. Để đảm bảo an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cảng, hãng bay theo dõi diễn biến của bão để điều chỉnh kế hoạch phù hợp. Các sân bay phòng chống mưa bão, ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị, hạn chế thiệt hại do mưa bão. Theo thông tin từ VN Express, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Đề điều và Phòng chống thiên tai, đề nghị các địa phương chủ động đưa người ở các lồng bè lên bờ. Trước đây, Bộ đội Biên phòng ở Quảng Ninh đã giải cứu hơn 40 người trên các lồng bè khi bão đến. Điều này rất nguy hiểm cho người dân và cả lực lượng cứu hộ, ông Luận nói. Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng lưu ý tình trạng đê điều, trong đó có đê biển hiện mới chỉ chống chịu được bão cấp 9, cấp 10. Hệ thống đê Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có tổng chiều dài gần 6.700 km, trong đó có 289 vị trí trọng điểm xung yếu. Ngoài ra, đê sông có 4 vị trí gặp sự cố nhưng chưa thể xử lý triệt để, đó là sự cố nứt mái đê tại Cẩm Hà và sạt lở mái phía sông của đê Hữu Cầu, thành phố Hà Nội, lún nứt đê Hữu Thương, tỉnh Bắc Giang, lún sạt mái đê tả sông Mã, đoạn tỉnh Thanh Hóa. Địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng hiện có gần 17.500 khách du lịch lưu trú trên các đảo. Quảng Ninh hơn 4.000, Hải Phòng hơn 13.000, tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cấm biển từ 12 giờ, Hải Phòng từ 21 giờ hôm nay.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết đến sáng nay, các đảo còn hơn 7.000 người. Cơ quan chức năng đã thông báo để du khách chủ động về bờ trước chiều nay. Nếu du khách muốn ở lại, chính quyền các đảo đã lên phương án đảm bảo an toàn. Đại diện tỉnh Bắc Cạn cho biết đã sẵn sàng phương án ứng phó với hơn 7.000 người ứng trực thuộc lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, 13 phương tiện vận chuyển, hơn 30 phương tiện chỉ huy, xuồng, thuyền, phao cano, áo phao, hơn 10.000 chiếc. Địa phương đang rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để sơ tán dân, đồng thời cắt cử người ứng trực ở các ngầm tràn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận định, các địa phương đã có kinh nghiệm cũng như phương án ứng phó bão. Đây cũng chính là điều khiến tôi lo lắng, vì kinh nghiệm rất dễ dẫn đến mất cảnh giác, chủ quan. Ông nói và yêu cầu các tỉnh chủ động linh hoạt, phối hợp cung cấp thông tin, chuẩn bị tốt nhất có thể. Mục tiêu là không có thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Theo thông tin từ VTC News, sáng ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó với bão số 1 năm 2023, tên quốc tế là Talim. Báo cáo tại phiên họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và một số tỉnh khu vực miền núi, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Đồng thời, các địa phương cần tổ chức kiểm điểm, thông báo hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền di chuyển phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về các nơi tránh trú. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến cấm biển từ 12 giờ ngày 17 tháng 7, Hải Phòng dự kiến từ 21 giờ ngày 17 tháng 7. Các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 1 để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy sản. Trong đó, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh, Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người, Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021, Nam Định 1.128, Ninh Bình 347. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh và Đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 7, đã thông báo, kiểm điểm, hướng dẫn cho 52.188 tàu, trên 226.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 1, để chủ động di chuyển phòng tránh. Hiện tại, không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, tuy nhiên, cần quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 553 tàu biển và phương tiện thủy nội địa đang hoạt động. Các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 1. Tuy nhiên, cần quan tâm đến việc neo đậu các tàu, hàng tại các cảng, khu vực cửa sông. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 119.803 ha, 3.806 chòi canh, 20.189 lồng bè. Các địa phương đã thông tin về bão cho người dân để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn. Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 7 tại Quảng Ninh, Hải Phòng, còn tổng số 17.414 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo: Quảng Ninh 4.096 người, Hải Phòng 13.318 người. Toàn bộ khách du lịch đã nhận được thông tin về bão và bắt đầu di chuyển về đất liền từ ngày 16 tháng 7. Đối với khách có nhu cầu ở lại đảo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!